lên luôn. Bắt đầu. Hello, xin chào mọi người, chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục máy cày đi chợ lúa. Hôm nay anh em mình qua đây mà thấy một chiếc xe cày Isuzu 9000 đi chợ lúa qua đây là nó bị mất lại đi, quay cho các bạn xem. Con này cũng có video trên kênh của mình cũng khá là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy nha, con này rất khủng luôn. Con này còn mới đấy. Con này đi chợ thì quá ok rồi, nhưng mà con đường nó xấu quá trời luôn. Cho nên là nó mới bị mắt này đây này. Đây này. Quay cho các bạn xem nha. Lầy hết cớ luôn. Các bạn xem qua video thì nhớ ủng hộ và đăng ký kênh nhá. Lầy quá trời luôn. Đường này với trời rồi sao mà ra được. Kinh khủng luôn. Đường này là một cái trạm thu thuế rồi. Bây giờ không có tời nữa là bắt tài quyết định điểm cho một xe 9000 để kéo nữa nhé. Một xe 9000 gần tới đây rồi các bạn cùng nhau xem nhé. Đây, xe gần tới đây, con này đang bị kéo nhá. Ra kéo con 9000 đang có hàng ở dưới này. Con này kéo rồi. 9000 kéo 9000 nha mọi người nhá. Đây, kinh khủng luôn. Đây bây giờ gần tối rồi. Kéo nhá. Con này lùi nhá. Đi. Lên luôn. Lên luôn. Tôi xí rồi. Kéo lên một tí mới được rồi. Đi.
Rồi hãy lùi mình dưới đây. Lùi lại đi, lùi lại đi. Lùi lại hạt kéo là hạt tàu luôn. Lên luôn. Chị Lo ơi, đã tối rồi. Dạ. Tối rồi con này mới bắt đầu đi chở đũa, đi chở ban đen nhá. Con này thì đã về rồi.